cúng có nên chọn đặc sản đẹp nhất heo tộc với lúa chắc nét. Heo quay từ lâu đã là lễ vật không thể thiếu trong các buổi cúng bái, biểu tượng cho sự thành kính và cầu mong những điều tốt đẹp. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nâng tầm mâm cúng với món đặc sản độc đáo, mang đậm dấu ấn nghệ thuật ẩm thực? Đệ nhất heo tộc với lúa chắc nét không chỉ là món ăn ngon mà còn là sự kết tinh của nghệ thuật ẩm thực. Với thịt heo săn chắc, đậm đà, hòa quyện với lớp da quai căng bóng, đẹp mắt, mỗi miếng thịt mang đến sự thuận lợi, lời chúc tốt đẹp cho gia chủ. Đặc sản này không chỉ chinh phục thực khách bởi hương vị tuyệt hảo mà còn bởi cách trình bày tinh tế và đẹp mắt. Thịt heo thì được xếp đầy đặn trên mệt tre lót lá chuối, kết hợp cùng các loại rau rừng tươi ngon, tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa mang đậm nét truyền thống. Hình ảnh mệt tre tròn trịa tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, góp phần hoàn thiện mâm cúng thêm ý nghĩa và trang trọng. Một con heo tộc 2,6 kg thì sẽ được quá ngon chế biến thành 3 món: thịt da quay lu giòn tan, lòng dồi hấp cách thủy thơm ngon và đầu xương nấu lẩu khoai sọ béo bùi, đa dạng món vừa vặn với bàn tiệc. Hãy để món đặc sản đẳng cấp này góp phần tô điểm cho mâm cúng thêm hoàn hảo, mang đến một nghi lễ cúng bái trọn vẹn và ý nghĩa. Liên hệ ngay Quá Ngon để được tư vấn và đặt món nha.